Sự nghiệp thăng hoa, tiền vào như nước, tình duyên thì đỏ thắm như son. Đây chính là năm con giáp may mắn không ai sánh bằng trong ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch năm 2024. À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À quý vị thân mến, đây là những con giáp cực kỳ may mắn trong ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch ngày đến mùi, nhờ được quý nhân nâng đỡ À, kết hợp với cái sự thông minh nhanh nhẹn vốn có, mà con đường sự nghiệp của năm con giáp này cứ thế mà tiến thẳng vùn vụt. Với những người đi làm hưởng lương, khả năng cao các bạn sẽ ký kết được những cái hợp đồng quan trọng, được khách hàng khen ngợi cũng như là được cấp trên tin tưởng, cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn. À, người làm ăn kinh doanh thì cũng gặp được cái vận may trong cái bán hàng hàng hóa được bán ra liên tục, nhận được cái sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Đặc biệt trong ngày hôm nay. À, những người độc thân thì nên chú ý đến cái trang phục cho mình thật chỉn chu, gọn gàng bởi các bạn rất dễ gặp được cái ý trung nhân của mình. Còn những người có đôi có cặp sẽ có một cái ngày mà hạnh phúc ngọt ngào bên những người mình thương yêu nhất. Và những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch năm 2024 đó chính là những con giáp sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, chúng ta biết ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch nó là ngày đinh mùi, thì trong ngày đinh mùi chúng ta cục diện đầu tiên là ngọ mùi nhị hợp vì thế mà những người tuổi ngọ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên thưa quý vị à, những người tuổi ngọ nhờ được cục diện lục hợp nó che chở mà những người tuổi ngọ sẽ đón toàn những cái tin tích cực trong ngày hôm nay vận trình sự nghiệp thì Hanh công dù đang theo đuổi cái lĩnh vực nào đi chăng nữa thì các bạn cũng có cơ hội thăng tiến mở rộng và được quý nhân giúp đỡ gặp khó khăn ấy thì cũng sẽ có người đứng ra giúp đỡ giải quyết tốt khiến cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Bên cạnh đó, Có đường tài lộc của những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng tương đối là tốt đẹp. Nhìn chung ấy, thì những người tuổi ngọ hôm nay là một ngày khá là xuân sẻ thuận lợi, hanh thông đủ đường. Những người đầu tư thì gặp thời nên phát đạt là cái chuyện hiển nhiên. À, các bạn cũng có nhiều cái mối làm ăn lâu năm tốt đẹp. Đối tác thì đều là những người đáng tin nên có thể yên tâm khi mà hợp tác. Bên cạnh đó, à, những người tuổi ngọ ấy thì đôi khi ấy, do mải mê làm việc ham kiếm tiền, à, đó là điều tốt thậm chí làm việc còn rất hiệu quả nữa nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến cái cuộc sống riêng tư. Thời gian này thì quý vị cũng nên dành nhiều thời gian cho gia đình, cho những người mình thương yêu hơn. Thì ngoài ra các bạn cũng nên chăm sóc sức khỏe bản thân một cách cẩn thận hơn, rèn luyện thể dục thể thao đều đặn để tăng cường cái hệ miễn dịch giúp cơ thể được khỏe mạnh hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn khỏe mạnh cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hồng quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh ngộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn đầu tiên à, thưa quý vị tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi hợi những người tuổi Hợi được cục diện là Hợi, Mão, mùi là Tam hợp. Nhiều cục diện Tam hợp nó xuất hiện mà những người tuổi Hợi có cái cơ hội làm việc và thể hiện cái năng lực của mình. À, nói chung ấy trong cái công việc đó, à, những người tuổi Hợi sẽ thỏa sức mà phát huy cái năng lực và cái trí tuệ của mình, thể hiện cái sự sáng tạo cũng như là cái phương pháp làm việc vô cùng là hiệu quả. Bên cạnh đó, trong cái ngày mùng năm tháng 3 lịch ngày đinh mùi này thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi nói chung ấy cũng đang khá là thông thuận lợi tiền bạc thì dồi dào, à, có của ăn của đẻ, không gặp phải cái sự cố nào dẫn đến là thất thoát về tiền bạc. À, các kế hoạch đầu tư kinh doanh của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng đang tiến triển khá là tốt đẹp, thu về cái lợi nhuận khả quan. Nếu mà tiếp tục theo đuổi ấy, thì còn có thể là gì, có nhiều lục lá hơn nữa. Một số con giáp còn được gì, à, lộc lá về tay và có cơ hội trúng số độc đắc đổi đời sau một đêm. Thì bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi, tiền bạc dồi dào ấy thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi mùi tuổi tuổi hợi cũng được khởi sắc do là cục diện hợi mão mùi tam hợp nó tương trợ giúp đỡ vậy nên trong thời gian này những người mà đang cô đơn ấy, đơn cô đơn cuối chiếc thì cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ giao lưu với những người khác giới từ đó sẽ tìm kiếm được cho mình một cái mối tình như ý bên cạnh đó không những cái cái chuyện cái cái cục diện tam hợp nó mang lại cái mối nương duyên tốt lành mà nó cũng sẽ giúp cho cái mối quan hệ của các bạn được mở rộng từ đó sẽ gì có nhiều cái cơ hội làm ăn kinh doanh hơn ở trong thời gian này thì cũng nhờ được cục diện tam hợp giúp đỡ nên là gia đình cũng không xảy ra cái chuyện sâu khác gì cả may mắn luôn tìm đến với những người tuổi hợi vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay ngày 5 tháng 3 âm lịch ngày đinh mùi thì đó chính là những người tuổi mão quý vị thân mến được cục diện tam hợp nó tương trợ nó giúp đỡ Vậy nên những người tuổi Mão có một ngày thành thơi, làm gì cũng có thu hoạch tốt. Đấy. Các bạn làm việc tới nơi tới chốn lại biết cách xây dựng cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp với đồng nghiệp và với cả cấp trên. Nên mọi người cũng sẽ luôn để sẵn sàng ủng hộ giúp đỡ bạn khi mà cần thiết. À, biết tận dụng cái sức mạnh của tập thể cũng là một cái chìa khóa giúp cho những người tuổi Mão có thể vươn đến xa hơn nữa trong cái thành công của mình. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì vận trình tài lộc của những người tuổi Mão cũng rất là tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi, cái nguồn thu nhập thì ổn định, tiền bạc vào túi vững vàng nên là các bạn thì luôn cảm thấy yên tâm hơn, không phải đắn đo nhiều suy nghĩ nữa. À, bên cạnh đó thì bản mệnh có thể tìm hiểu thêm về các lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn. À, thêm nữa, ở trong cái chuyện tình cảm ngày hôm nay ấy, thì nói chung cũng không có gì để phải chết trách cả. Cái cát khí của tam hợp nó cũng sẽ giúp cho các mối quan hệ vợ chồng À, hoặc là các cặp yêu đôi lứa còn được có dịp thăng hoa nếu có xảy ra những mâu thuẫn hay là bất đồng nào ấy, thì cũng sẽ sớm được giải tỏa à, chỉ cần đôi bên biết nhường nhịn và thông cảm với nhau thì sẽ không có điều gì đáng phải lo lắng nữa vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang Chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 90 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi mùi à, thưa quý vị những người tuổi mùi thì cái vận may tài lộc sẽ ghé thăm trong ngày hôm nay do có gì có thực thần ở độ mệnh cái chuyện làm ăn buôn bán sẽ vô cùng là hanh thông thuận lợi À, những người tuổi mùi đã tìm được cái hướng đi phù hợp cho bản thân mình sau bao lâu tìm kiếm, hướng nhận cái thị trường tiềm năng và thành công sẽ đến với các bạn trong một cái tương lai gần. À, tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của những người tuổi mùi trong ngày hôm nay thì không được suôn sẻ cho lắm. Những người độc thân dù luôn thể hiện cái sự nhiệt tình nhưng lại được đáp lại bằng cái sự chán nản, cái buồn bã. À, tình cảm đến không đúng lúc, không đúng người, vậy nên đôi khi nó làm tổn thương là cái điều khó tránh khỏi. Dù vậy thì các bạn cũng không nên quá bi quan À có thể đó là không phải là cái người thực sự dành cho bạn à, Trong ngày hôm nay thì gặp ngũ hành thổ nô vượng Nhắc nhở những người tuổi những người tuổi mùi nên chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn Đừng có trì hoãn cái việc rèn luyện này thêm nữa à, Những người tuổi mùi cũng nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý Để có thời gian chăm sóc bản thân Bản mệnh sẽ thấy tác dụng tuyệt vời của cái việc rèn luyện cơ thể Đó không? Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy và bảo vệ cái vận trình nhân duyên thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân, để trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi thân. ở à, trong ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi thân may mắn nhận được nhiều cái tin vui về tài lộc do có gì do có tài tinh có chiếu mệnh. ở à, trong ngày hôm nay thì tiền bạc phần lớn đến từ cái nguồn uh, công việc chính. Đấy. thậm chí có người còn ký kết được những hợp đồng lớn nên là được thưởng hoa hồng. tài chính thì không ngừng sinh sôi này nở theo cấp số nhân. À, công việc nó hành thông nên là công danh sự nghiệp của những người tuổi thân trong ngày hôm nay cũng khá là tốt. Các bạn sẽ được cấp trên tin tưởng và trao những trọng trách quan trọng. Tất cả cũng nhờ các bạn thì đã thể hiện cái năng lực xuất sắc của mình và cả cái sự trách nhiệm trong thời gian trước đó. Quý vị hãy cố gắng cho dồi thêm cái kiến thức và tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, tiến gần hơn đến cái mục tiêu đã định. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay được cục diện là thổ kim tương sinh, tức là ngũ hành tương sinh ấy, nó cũng sẽ trợ giúp cho đường tình duyên được tươi sáng, hai người yêu nhau thì càng thêm mặn nồng không có khó khăn nào có thể ngăn cản được à, quý vị cả. Những người độc thân nhờ cái vận đào hoa nó vượng nên là cũng có cơ hội làm quen được với những người khác giới và sớm thoát ế trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam học quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ năm tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi dậu quý vị thân mến trong ngày mùng năm tháng 3 âm lịch nói chung ấy là một ngày mà những người tuổi dậu được dự báo là sẽ có, cái nguồn thu dùng dính nhờ có thiên tài nó nhập cục lợi nhuận đến từ công việc tay trái ấy, hoặc là kinh doanh buôn bán có thể không nhiều như mong đợi ban đầu ấy nhưng cũng là một khoản khá là đáng kể. nhờ vậy mà những người tuổi dậu có thể thoải mái chi tiêu cho các hạng mục sinh hoạt của mình mà không phải lo lắng. À, công việc trong ngày thì cũng khá là ổn định thuận lợi, không gặp bất cứ cái vấn đề nào nó khúc mắc. À, các bạn đảm bảo được cái tiến trình hoàn thành cái nhiệm vụ đúng hạn. những cái nhiệm vụ được giao vào tay bạn thì luôn được mọi người an tâm vì biết chắc rằng các bạn sẽ làm tốt. À, những người tuổi dậu thì đang có cái sự tín nhiệm rất là cao trong tập thể. Và hôm nay cũng là một cái ngày mà được ngũ hành tương sinh, chính là cái cơ hội tốt để bản mệnh bày tỏ tình cảm với những người mà mình thầm thương trộm nhớ. Tình duyên của các bạn đã tới. Nếu mà có người tâm đầu ý hợp thì đừng ngần ngại mà gì? mà hãy để ngỏ lời cho đối phương được biết. Những người có đôi có cặp thì cũng đừng bỏ lỡ cái dịp này để hâm nóng cái tình cảm của mình nhé. Thưa quý vị, để bảo vệ hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ sáu à, thưa quý vị à, như vậy là trong ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch ngày đinh mùi chúng ta sẽ có 6 con giáp thuận lợi hanh thông vận trình thì may mắn tài lộc thì dồi dào đó là những tuổi sau một là tuổi ngọ, hai tuổi hợi, ba tuổi mão, bốn tuổi mùi, năm tuổi thân và sáu là những người tuổi rộng. Đây là sáu con giáp được thần tài chiếu cố, may mắn, tột độ trong cái ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch ngày đinh mùi. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.